Có một mối quan hệ mà xuyên suốt cuộc đời chúng ta, gây cho ta những đau khổ tột cùng, nhưng cũng cho ta những sung sướng tột cùng. Đó là mối quan hệ vợ chồng. Tất cả mọi cái thứ gì gọi là khiếm khuyết thì đều trong mắt nhau đều là đẹp cả. Thế là họ bắt đầu lấy nhau. Họ thấy rằng là rất vừa ý với nhau để họ lấy nhau. Vậy thì ở giai đoạn này có điều gì chú ý đây? Ở giai đoạn này, hai người, kể cả người con trai lẫn người con gái, đều đang gì? Giấu đi cái bản chất thật của mình. Cái bản chất thật này là bản chất gì? Cái bản chất thật này là cái bản chất mà người con trai hay người con gái được sinh ra từ đâu? Được sinh ra từ đâu? Được lớn lên trong môi trường như thế nào? Và hai cái gia đình đó, hai cái môi trường đó, họ có một cái phong văn hóa ra sao? Rồi hai gia đình đó họ có một cái ứng xử với nhau như thế nào? Rồi hai gia đình đó nó có những khiếm khuyết hạn chế gì? Thì giấu biệt đi. Giấu biệt đi. Và chỉ trưng ra những cái gì là hoàn thiện nhất thôi. Và như vậy thì nó trở nên hoàn hảo trong mắt nhau. Và tất cả khi có khiếm khuyết hạn chế gì thì bào chữa bằng được để tạo ra sự tin cậy, tạo ra sự tôn trọng, tạo ra sự ngưỡng mộ của bên kia. Và thế là người ta nói rằng gì? Khi yêu thì tất cả nó là màu hồng hết. Nó gọi là gì? Hay nói trong nháy nó gọi là mù màu. Mù màu. Vì sao? Bởi vì chúng ta còn rất trẻ, chúng ta không thể nào nhìn thấu được mọi chuyện. Cho nên thì chúng ta quyết định với cái hiểu biết non nớt, quyết định với cái hiểu biết bồng bột và quyết định với cái hiểu biết nó rất là cảm xúc, nó thiếu lý trí trong đó. Thế là lấy nhau. Vậy thì trong hôn nhân thì nó có 6 cái cấp độ hôn nhân. Cấp độ đầu tiên thì được gọi là cấp độ hôn nhân như mơ và hôn nhân tốt. Đó là cái giai đoạn đầu, hai người trẻ bắt đầu lấy nhau và bao nhiêu tiền họ bắt đầu đi du lịch tuần trăng mật này. Đấy là giai đoạn trong mơ. Và chúng ta nhìn nhau như thế rất là ngưỡng mộ và thấy là anh giúp em giúp anh. Và như thế là họ vô cùng hạnh phúc. Gọi là giai đoạn trong mơ và hôn nhân tốt. Bước sang giai đoạn 2 này thì nó gọi là hôn nhân ổn. Tức là cái ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Sáng đi chiều về, tối ăn cơm, xong lại sáng đi chiều về, tối ăn cơm. Những câu chuyện nó không có gì mới mẻ cả. Bởi vì nó không có cái gì là lớn chuyện, cho nên cũng chả có cái gì cãi nhau lớn. Cũng chả có cái gì là bất bình với nhau lớn. Cho nên gọi là hôn nhân ổn. Nó giống như việc là ta trồng một cái cây nhưng chúng ta chẳng có tưới tắm gì, chẳng chăm bón gì và chẳng tỉa lá, tỉa cành gì ấy. Thì nó cứ mọc tự nhiên như vậy thôi. Nếu không nuôi nấng, nếu không chăm sóc thì nó bắt đầu xảy ra một cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba tôi được gọi là giai đoạn bạn cùng phòng. Tức là hai người bắt đầu là gì? Có con, bắt đầu bị bận vào giai đoạn là nuôi con. Còn người chồng thì khi bắt đầu là có thêm thành viên mới thì bắt đầu lao vào công việc kinh doanh nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn để đáp ứng cái cuộc sống này. Thì lúc này này còn không để ý đến nhau nhiều nữa. Người phụ nữ thì bắt đầu vào bếp. Người con trai thì lúc này gì? Lấy cái tiếng rằng là mình đi làm về mệt rồi, bây giờ phải được nghỉ ngơi và không giúp vợ mình nữa. Mọi thứ nó cứ nhạt, nó cứ thế thôi. Ngày nào trôi đi trong nhạt nhòa như vậy. Và nó thấy rằng là có vẻ như là hình như có cái gì đó sai sai trong cái hạnh phúc này. Hình như là mình lấy nhầm phải ông chồng hay là mình lấy nhầm phải bà vợ này. Và lúc này thì họ bắt đầu mới chợt nhìn nhau và bắt đầu thấy rằng là có một cái gì đấy nó không hài lòng trong mình. Và bắt đầu thấy nó cứ nhăn nhóm một cái gì nó khó chịu. Vậy thì cái thời gian này cái khó chịu bắt đầu là nó nảy sinh trong cái tư tưởng của mỗi người là đến cái giai đoạn thứ tư là giai đoạn tẩu thoát. Thấy có vẻ như là không ổn và bắt đầu thì lên kế hoạch cho mình. Thế nhưng mà tẩu thoát lúc này thì nó không tiện tí nào cả. Và họ phải làm gì? Họ phải bảo thôi chờ con cái lớn thì bảo. Rồi thứ hai là gì? Thôi thì chờ tài chính nó ổn ổn một tí thì thôi thì chia tay. Rồi hai là gì? Tìm được người khác thì ok thì thôi bỏ. Tức là họ bắt đầu là gì? Không dám phá vỡ cái hạnh phúc của mình, không dám sòng phẳng để sửa chữa những sai lầm hay là giải quyết những cái mâu thuẫn lăm răm gây khó chịu trong hai người, mà họ mỗi người trong đầu nảy ra một cái ý định nhăn nhóm là cứ tự thoại với nhau rằng là lên một cái kế hoạch tẩu thoát. Nó được nuôi lâu rồi thì nó bước sang một cái giai đoạn thứ 5, giai đoạn bắt đầu ly thân và nặng hơn là ly hôn. Là bởi vì tại sao ly thân? Là bởi vì không tiện, bởi vì hai người vẫn cảm thấy rằng là rất có trách nhiệm với con và không muốn cho con biết, cho nên là họ gì bảo thôi ly thân, vẫn cùng chung nhau cho nó con có cái nó có bố có mẹ rồi ly thân. Và đây là một cái giai đoạn cực hình giữa hai người. Họ không còn yêu nhau nữa, họ nhìn nhau cực kỳ khó chịu, thế nhưng lại vẫn phải sống chung nhà. Rồi cái giai đoạn thứ 5 này ly thân ly hôn rồi thì bắt đầu nó sang bước sang cái giai đoạn thứ 6. Giai đoạn thứ 6 là được gọi là giai đoạn lạc lối và tổn thương. Có thể vì một người con trai hay người con gái yêu sâu sắc quá hay là bị phụ thuộc quá và bây giờ thì thấy rằng bị hụt hẫng trong việc chia tay thì bắt đầu sinh ra thù hằn. Không chỉ thù hằn cái người bạn đời của mình mà bắt đầu thù hằn cả cái giới mà ngược với giới mình. Ví dụ người phụ nữ thì bắt đầu thù hằn đàn ông và thấy rằng là tất cả đàn ông đều khốn nạn. Thế còn người đàn ông mà khi bị tổn thương mạnh mẽ quá khi yêu người đàn bà thì khi bắt đầu bị bỏ thế này thì bắt đầu là nhìn người phụ nữ rằng là tất cả phụ nữ đều là giả dối. Họ bắt đầu lao vào những cái cuộc yêu đương và chát táng để phá đời mình. Thì nó có hai dòng, một dòng là lao vào ăn chơi cho thôi,
đời nó chỉ có thế thôi, kệ nó, đến đâu thì đến. Còn một cái dòng khác là thù hằn đời, thì đây là cái cấp độ thứ 6 trong hôn nhân. Những người lao vào cái câu chuyện là lạc lối và tổn thương này thì đều cách này hay cách khác đang hủy hoại cơ thể mình rồi, và coi như là hôn nhân trở thành địa ngục, và họ bắt đầu sống một cái cuộc sống mà nó rất là tệ. Mâu thuẫn thì thực chất nó là tổn thương đấy. Mỗi người bị tổn thương rồi nó mới sinh ra mâu thuẫn, thì nó cũng có 4 cấp độ mâu thuẫn rồi mới đến cái câu chuyện là tan nát hạnh phúc. Mà hầu hết thì không nhận ra những điều này. Thì chúng ta nói về cái cấp độ đầu tiên của cấp độ mâu thuẫn. Cái cấp độ đầu tiên của mâu thuẫn thì nó là giai đoạn đầu tiên, nó gọi là giai đoạn kháng cự. Người này cứ nói điều gì thì người kia hơi cảm thấy khó chịu. Thì lúc này ở cấp độ mâu thuẫn, cấp độ mâu thuẫn nhẹ, cấp độ tổn thương nhẹ, cấp độ tổn thương nhẹ thì chỉ thấy hơi khó chịu thôi, và người ta nghĩ rằng là thôi, nếu khó chịu nó cũng không có vấn đề gì lắm, cũng không cần phải nói ra mà không cần phải gì cả, chỉ là mình bày tỏ cái mặt nó nặng nề một chút để bên kia có tự hiểu đấy thôi. Nếu có tự trọng thì tự hiểu. Chỉ đây ra là tiên và không giải quyết, cả hai cũng không đủ cái kỹ năng để thấu hiểu mình, thấu hiểu người khác, không đủ cái kỹ năng để đọc vị được ngôn ngữ, đọc vị được hành vi, đọc vị được thái độ, đọc vị được các biểu cảm trong cuộc sống, cho nên cứ nghĩ đó là bình thường. Thôi nó xị mặt là vì cái gì đấy, thôi ông ấy nóng tính là vì cái gì đấy, thôi ông ấy cáu là vì cái gì đấy chẳng hạn. Và chúng ta cứ khỏa lấp, và chúng ta sẽ nghĩ vì một cái điều đó mà quên đi cái giai đoạn này. Giai đoạn manh nha này. Thì giai đoạn manh nha này không được giải quyết thì nó mới dẫn đến giai đoạn 2. Qua giai đoạn kháng cự thì nó sang cái giai đoạn là oán giận. Vậy giai đoạn oán giận này được gọi là gì? Phóng chiếu quan điểm của mình khi mà người khác nói ra, khi mà người khác làm cái gì đó. Thì mình bắt đầu là phóng chiếu cái quan điểm của mình rằng là à, ông ấy làm thế này, chắc là thế này đây, chống đối mình đây, chắc là trêu ngươi mình đây. Thế còn người chồng thì bắt đầu là nhìn vợ là à, làm thế kia chắc là trêu ngươi mình đây, chắc là thách thức mình đây. Và hai người bắt đầu là giữ cái quan điểm, phóng chiếu vấn đề lên nhau, và cái sự khó chịu nó càng tăng lên, và nó trở thành nỗi oán giận trong hai người. Vậy thì giai đoạn oán giận này nó cũng không được giải quyết, và nó cứ tích tụ trong đấy, nó tích tụ trong đấy. Cứ mỗi một hành động của người này thì bị người kia sáng tạo ra đủ kiểu. Chúng ta phóng chiếu mọi cái hành động của nhau, ngôn ngữ của nhau, và bắt đầu chấp nhau từng câu chuyện một. Thì cái giai đoạn oán giận này cũng lại không được giải quyết. Đó là giai đoạn gọi là từ chối nhau, không cần nói với nhau về những việc quan trọng nữa, không cần hỏi nhau nữa. Bởi vì trước đó đã cãi nhau rồi, trước đó đã phóng chiếu nhau rồi, thì đến giai đoạn này là không cần nói với nhau những chuyện quan trọng nữa. Việc anh cứ làm, việc tôi cứ làm, nói bỏ ngoài tai. Và mỗi người sẽ có một cái tổn thương riêng ở chỗ này. À, nó coi thường mình. Trong đầu hai người bắt đầu nói chuyện nó coi thường mình. Những cái quyết định trong đầu mình bắt đầu nó sáng rõ ra là mình phải bỏ đứa này thôi. Thế còn người phụ nữ này, mình phải bỏ thằng đàn ông này thôi. Nó không phải là cái đàn ông lý tưởng của cuộc đời mình nữa rồi. Mỗi người phát triển theo một thiên hướng riêng, và bắt đầu lúc này là có mọi thứ ở bên ngoài, và lúc này thì hai người đã có quyết định rõ ràng lắm rồi. Bất kể chuyện gì mà xảy ra thì đều phán xét theo quan điểm riêng. Ví dụ một người nào đó tỉnh táo muốn xây dựng lại mối quan hệ thì người này cũng từ chối, cự tuyệt, dùng cái quan điểm riêng của mình là phản kháng lại ngay lập tức. Có thể lúc này là vì cái tự ái cá nhân, có thể cái này là vì cái tổn thương cá nhân trước đây không được giải quyết, mà bây giờ bỗng nhiên người này lại xoa dịu bằng cách nào đó thì người kia không chấp nhận. Khi không được chấp nhận thì người này bắt đầu là gì? Bảo là, à, mình đã xuống nước, mình đã cố làm lành mà còn không được à? Đã thế thì lành làm gáo, vỡ làm muôn. Thế là hai bên bắt đầu lại thù hằn nhau. Và đến cái cấp độ tổn thương thứ tư, nó bắt đầu xảy ra. Bắt đầu thù hằn nhau, đè nén nhau, kiểm soát nhau, và bắt đầu soi mói nhau từng tí một. Và bắt đầu là cái quyền sở hữu bắt đầu nó lại tăng lên. Không còn yêu nhau nữa, rất thù nhau, nhưng lại kiểm soát nhau, đè nén nhau. Cái đè nén, cái kiểm soát này này, nó mạnh mẽ thì nó càng làm tê liệt đi cái cảm xúc của nhau. Cái cảm xúc rằng là anh là người tốt. Cái cảm xúc là em là người tốt. Cái cảm xúc là chúng ta đã từng có một cái giai đoạn yêu nhau rất là đẹp. Thì cái tổn thương nó nặng nề đến cái mức mà chúng ta bắt đầu là gì? Quên sạch cái đó, quên sạch cái này đi. Và bắt đầu chúng ta coi nhau là gì? Tê liệt hết toàn bộ mọi cảm xúc. Và cả hai bên đều bắt đầu hạ thấp cái mong cầu về việc xây dựng lại mối quan hệ này. Hạ thấp cái mong cầu của bản thân đi. Và cả hai bắt đầu là gì? Thôi, chuyện gia đình thế này thì hỏng rồi. Và bắt đầu là tìm quên trong những cái hoạt động bên ngoài. Ví dụ như là người đàn ông thì bắt đầu thôi gia đình đã như vậy rồi, tìm quên trong lao vào công việc, rồi bạn bè. Người phụ nữ thì thôi tập trung vào con cái, và mỗi người tìm quên theo một hướng riêng, hòng là né tránh cái việc là phải đối mặt để giải quyết, để xây dựng gia đình. Nhưng cuối cùng là gì? Càng né tránh thì cái sức quật lại của những mâu thuẫn, những tổn thương này nó càng nặng nề hơn. Và cứ tích tụ, bởi vì không bao giờ ngồi với nhau để nói câu chuyện đấy rõ ràng nó là cái gì, cho nên mức độ nó càng nặng nề hơn. Và như vậy thì cái kết cục nó rất là đau sẽ xảy ra rằng là như đã nói ở trên, có thể là ly thân, rồi ly hôn, rồi bắt đầu là lầm đường lạc lối. Hậu quả là nếu như gia đình này tan vỡ thì đầu tiên là những đứa con, chúng sẽ bắt đầu trở thành những đứa trẻ tổn thương và nó thù hận cuộc đời.
hầu như tất cả không biết rằng cái tổn thương này nó nặng nề một cách ghê gớm khủng khiếp, rằng nó đã gieo một cái nguyên nhân gốc rễ vào trong đứa trẻ này, và lớn lên nó sẽ trở thành một phiên bản nguyên si của ông bố bà mẹ. Là con gái, là con trai cũng vậy, mang tất cả những ứng xử đó để ứng xử với người bạn đời của nó sau này. Rằng nếu như trong cuộc sống mà nó thấy rằng là một ai đó tệ trong gia đình thì nó sẽ nhìn cái hình tượng đó nó rất tệ sau này. Ví dụ nó là người phụ nữ, nó là đứa con gái, thì sau này nó sẽ mang một cái giá trị gốc rễ trong mình là luôn luôn cảnh giác với đàn ông, bởi vì đàn ông rất là tệ. Nếu trong gia đình mà người phụ nữ là tệ thì người con trai sẽ mang một cái giá trị gốc rễ trong mình rằng là cảnh giác với con gái đấy, tất cả đều là như vậy. Và đấy là cái vết thương lòng rất lớn để cho con. Chưa kể câu chuyện khi sinh ra một đứa con rồi gia đình vợ chồng mà mâu thuẫn đến cái mức độ như vậy, thì dù là gì, hai vợ chồng cứ ngậm bồ hòn làm ngọt với nhau và cố gắng không nói những cái điều mà xúc phạm nhau hay là mắng mỏ nhau hay nặng nề với nhau trước mặt con cái, thế nhưng cái không khí, cái năng lượng của bố mẹ ứng xử trong gia đình đấy, vì nó trong cái khuôn khổ nhà đó, cho nên cái năng lượng tiêu cực đó nó hoàn toàn tự động ngấm vào đứa trẻ. Chúng ta hiểu như vậy. Nếu ta dùng cái tâm thức bậc thấp để chúng ta ứng xử với nhau thì cái kết quả như thế nào chúng ta đã biết rồi. Nó rất tiêu cực, nó đè nén lại mọi chuyện, nó làm tổn thương nhau, và cuối cùng là nó phá hủy hạnh phúc của gia đình, phá hủy mọi chuyện.